Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Hôm nay ngày cuối cùng của tháng 10 năm 2023, thì lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã tiếp tục phát thư hẹn phỏng vấn dành cho tháng 10 lần thứ hai. Qua đợt phát thư hẹn phỏng vấn kỳ này, lãnh sự quán đã bắt đầu phát thư dành cho tháng 12 và cho tất cả các diện F và kể cả diện CR và IR. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị chúng ta cùng theo dõi. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi. Uy tín, chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân, tư vấn visa, hồ sơ định cư, du lịch, hoặc làm 6 bước với trung tâm visa, tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn, kiểm tra hồ sơ trên hệ thống, đóng tiền thẻ xanh, đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa, hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A, thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi các đợt phát thư hẹn phỏng vấn, thì thông thường lãnh sự quán Mỹ sẽ có 3 đến 4 đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa trong một tháng, thường là rơi vào các ngày trong tuần thứ nhất tới tuần thứ 3 của tháng đó, là từ ngày 3 cho tới ngày 22 hàng tháng. Tuy nhiên thì một vài tháng gần đây, lãnh sự quán Mỹ chỉ có 1 đến 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn visa. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm visa NVC khi mà hồ sơ chúng ta làm 6 bước trước đó. Và hiện nay thì lãnh sự quán Mỹ không còn gửi thư qua đường bưu điện như trước đây. Vì vậy, cô chú và các anh chị chúng ta sẽ cần một email để chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này cách để chúng ta để email của mình vào để nhận được thư hẹn phỏng vấn của trung tâm visa NVC và lãnh sự quán. Trong tháng 10 thì lãnh sự quán đã có tổng cộng 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Lần thứ nhất là vào ngày 10 tháng 10, phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các diện CR và IR. Lần phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ hai là vào ngày hôm nay, ngày 31 tháng 10, là bắt đầu phát thư dành cho tháng 12. Trong tháng 9 vừa qua thì lãnh sự quán cũng có 2 đợt phát thư. Lần thứ nhất là vào ngày 15 tháng 9, phát thư dành cho các diện CR và IR. Lần thứ hai là phát vào ngày 29 tháng 9, phát thư dành cho các diện F. Trong tháng 9 thì lãnh sự quán đã phỏng vấn cho các hồ sơ diện CR, IR tới ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 8 và tháng 9 năm 2023. Còn đối với các diện F là từ F1, F2A, F2B, F3 và F4, có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 8 đến tháng 11 năm 2022. Và các hồ sơ hoàn thành 6 bước trong tháng 8 năm 2023. Điều kiện của các diện F này là lịch visa phải đáo hạn với ngày ưu tiên. Qua đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ 2 của tháng 10 này, thì thông tin mà Điệp cập nhật được là đối với diện CR1, IR1, IR2 và IR5, lãnh sự quán đã giải quyết phát thư phỏng vấn dành cho các hồ sơ hoàn thành 6 bước trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023. Đối với các hồ sơ thuộc diện F là F1, F2A, F2B, F3 và F4, có ngày hoàn thành 6 bước trong tháng 9 và tháng 10 năm 2023. Đối với tháng 10 thì các hồ sơ này hoàn thành 6 bước trong đầu tháng 10 nhận được thư. Ngày hẹn phỏng vấn của các hồ sơ này là trong tháng 12, là vào các ngày nửa đầu tháng. Qua đợt phát thư hẹn phỏng vấn kỳ này, thì Điệp nghĩ là lãnh sự quán vẫn còn 1-2 đợt phát thư dành cho tháng 12. Có thể là trong tuần này là các ngày đầu tiên của tháng 11, lãnh sự quán sẽ tiếp tục có đợt phát thư.
Sau khi hồ sơ cô chú và các anh chị nhận được thư hẹn phỏng vấn và chúng ta cần liên hệ dịch vụ, thì chúng ta có thể liên hệ dịch vụ của Điệp để được hỗ trợ. Bên dịch vụ của Điệp có hỗ trợ là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và tư vấn cách sắp xếp hồ sơ theo từng bộ như yêu cầu của lãnh sự quán và kiểm tra lại các giấy tờ trên hệ thống CAAC đã đầy đủ hay chưa và đăng ký khám sức khỏe chích ngừa. Cô chú và các anh chị có thể liên hệ thông qua email này hoặc qua nhắn tin số Zalo này để được bên dịch vụ của Điệp hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị chúng ta cũng lưu ý, thông thường lãnh sự quán Mỹ sẽ chia ra làm nhiều đợt phát thư hẹn phỏng vấn để giải quyết hết số lượng hồ sơ hoàn thành trong cùng một tháng. Vì vậy, nếu như hồ sơ chưa nhận được thư hẹn phỏng vấn vào đợt này, thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ tới 1 đến 2 đợt phát thư hẹn phỏng vấn kế tiếp của lãnh sự quán. Quan trọng là hồ sơ chúng ta cần chuẩn bị thật đầy đủ các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn trong thời gian mà chúng ta chờ đợi thư hẹn phỏng vấn này. Khi nào mà chúng ta bị trễ hơn 1 tháng phát thư thì có thể gửi đơn inquiry form cho trung tâm visa NVC để hỏi thăm về hồ sơ của mình. Đối với các hồ sơ thuộc diện F là từ F1 cho tới F4, thì điều kiện để hồ sơ thuộc diện F nhận được thư hẹn phỏng vấn của lãnh sự quán thì sẽ có 2 điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là lịch visa phải vượt qua hay còn gọi là đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ. Cô chú và các anh chị cần dựa theo bản lịch visa hàng tháng. Và điều kiện thứ hai của hồ sơ diện F là hồ sơ phải hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC. Có nghĩa là được trung tâm visa NVC gửi tin nhắn và email xác nhận là hồ sơ đã hoàn thành. Khi nào có đủ 2 điều kiện này, thì hồ sơ thuộc diện F có ngày hoàn thành 6 bước trước thì sẽ được xếp lịch hẹn phỏng vấn trước. Đây là một số hồ sơ vừa cập nhật là nhận được thư hẹn phỏng vấn từ lãnh sự quán vừa phát ra. Hồ sơ này là diện IR5, bảo lãnh cha mẹ của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên là ngày 8 tháng 10 năm 2022, hoàn thành 6 bước vào ngày 28 tháng 9 năm 2023, phỏng vấn vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 vào lúc 8 giờ 10 phút sáng. Hồ sơ này cũng là diện IR5, bảo lãnh cha mẹ của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên là ngày 10 tháng 9 năm 2022, hoàn thành 6 bước vào ngày 28 tháng 9 năm 2023, sẽ phỏng vấn vào ngày 12 tháng 12. Hồ sơ này là diện F3, là bảo lãnh con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày ưu tiên của hồ sơ là vào ngày 1 tháng 12 năm 2008, hoàn thành 6 bước vào ngày 25 tháng 9 năm 2023, sẽ phỏng vấn vào ngày 1 tháng 12 vào lúc 7 giờ 40 phút sáng. Hồ sơ này là diện F2B, bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi có thường trú nhân. Ngày ưu tiên là ngày 3 tháng 8 năm 2015, hoàn thành 6 bước vào ngày 2 tháng 10 năm 2023, phỏng vấn vào ngày 1 tháng 12 vào lúc 7 giờ 50 phút sáng. Đây là 2 hồ sơ thuộc diện F chỉ vừa hoàn thành 6 bước trong tháng 9 và tháng 10 đã nhận được thư phỏng vấn. Chúng ta có thể thấy là ngày ưu tiên của cả 2 hồ sơ này đã đáo hạn với lịch visa. Vì vậy, nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị đã hoàn thành xong 6 bước, thì chúng ta nên lưu ý là còn thêm một điều kiện nữa, đó là chúng ta phải coi ngày ưu tiên trên lịch visa, giống như là chúng ta đang xếp hàng tới lượt của mình. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo thêm một số video clip mà Điệp đã có chia sẻ về các câu hỏi phỏng vấn thường gặp của các diện bảo lãnh. Như đây là video clip Điệp đã có chia sẻ về câu hỏi phỏng vấn diện IR5 là cha mẹ của công dân Mỹ. Hoặc là video clip này chia sẻ về diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo để chúng ta đỡ lo lắng khi đi phỏng vấn. Có 3 việc mà chúng ta cần phải làm ngay sau khi có thư hẹn phỏng vấn, cô chú và các anh chị chúng ta lưu ý. Việc đầu tiên là đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán. Việc thứ hai là phải đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và việc thứ ba đó là phải chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn theo đúng yêu cầu của lãnh sự quán.
Nếu như cô chú và các anh chị cần hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với dịch vụ của Điệp thông qua email hoặc là qua số Zalo mà Điệp đã có chia sẻ. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.